mình về được hai loại cái mẫu máy cực đẹp này anh em, máy mới ra này. À, con này là con Vivo Y02A, máy rất đẹp, nhìn rất đẹp. À, RAM của con này là 3GB và bộ nhớ trong 32GB, giá rẻ thôi, 2750. Mình có bớt chút đỉnh cho anh em mua hàng online nhé. Thì con này và một cái loại máy nữa là rất, máy rất đẹp này. Đó. Máy bóng như gương. Đó. Máy Redmi, dòng chuyên chơi game của Redmi. Anh em chơi game săn con máy này rất là dữ. Cái hãng này rất là chơi rất là ổn. Redmi Note 12. Cái này nó có hai phiên bản, một bộ phiên bản là RAM 8GB và phiên bản RAM 4GB, thì trên tay mình là RAM 4GB. Có giá là 3790. Máy rất đẹp. Anh em thích màu xanh thì lấy, màu đen thì lấy nha. Có gì alo cho mình. Ok. Nhận ship hàng toàn quốc. Những mặt hàng mới về tại cửa hàng rất là nhiều, có từ A đến Z nha. Rồi chào anh em, hẹn gặp lại anh em những video tiếp theo của mình nữa.